Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong tháng 7 vừa qua, Nhật Bản đã công bố sách trắng quốc phòng 2024, một ấn phẩm thường niên do Bộ Quốc phòng nước này ban hành, đánh dấu sự phát triển của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Trong ấn phẩm này, Tokyo trình bày những nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng cũng như nâng cao vị thế và vai trò của mình trong việc thúc đẩy an ninh khu vực và toàn cầu. Trong phiên bản năm 2024 đã được công bố, sách trắng quốc phòng Nhật Bản thừa nhận rằng Nhật Bản đang phải đối mặt với mối đe dọa an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai do tình hình thế giới đầy bất ổn trong giai đoạn hiện nay. Do đó, sách trắng cũng đề cập rằng không loại trừ khả năng một tình huống nghiêm trọng tương tự như hành động quân sự của Nga đối với Ukraine có thể xảy ra ở Đông Á, đặc biệt là sự gia tăng quân sự của Trung Quốc ở trong khu vực, sự phát triển tên lửa của Triều Tiên và các hoạt động quân sự của Nga ở Viễn Đông, bao gồm cả các cuộc tập trận chung với Trung Quốc. Sách trắng cũng nêu rõ, Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động của mình ở khu vực xung quanh Nhật Bản, đặc biệt là xung quanh quần đảo Senkaku, biển Nhật Bản và Tây Thái Bình Dương, mở rộng ra ngoài chuỗi đảo đầu tiên đến chuỗi đảo thứ hai, một đường từ quần đảo Ogasawara của Nhật Bản đến Tây New Guinea với đảo Guam nằm trong cung đường này. Để ứng phó với những mối đe dọa này, Bộ Quốc phòng và lực lượng phòng vệ của Nhật Bản cam kết nỗ lực bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, vùng trời của Nhật Bản và cuộc sống hòa bình của người dân. Cam kết này được thể hiện thông qua việc thực thi các chính sách trong chiến lược an ninh quốc gia và chiến lược quốc phòng. Trọng tâm của các chiến lược này là tập trung vào năng lực phòng thủ thông qua việc tập trung vào 7 khả năng. 1. Là khả năng phòng thủ từ xa. 2. Khả năng phòng không và tên lửa tích hợp. 3. Khả năng phòng thủ không người lái. 4. Khả năng hoạt động xuyên biển. 5. Chỉ huy và kiểm soát các chức năng liên quan đến tình báo. 6. Khả năng triển khai di động, bảo vệ dân sự. Và 7. Sự bền vững và khả năng phục hồi. Đặc biệt nhấn mạnh việc mua sắm nhiều loại vũ khí và trang thiết bị tối tân như là tên lửa Tomahawk, nâng cấp tên lửa đối hạm Type 12, tàu được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis, cũng như cải thiện khả năng phục hồi của các căn cứ quân sự trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Để thực hiện hiệu quả chiến lược này, thì sách trắng còn đề cập đến chương trình tăng cường quốc phòng của Nhật Bản, DBP. Tổng chi tiêu cho quốc phòng cần thiết để đạt được mục tiêu phòng thủ, bất kỳ cuộc xâm lược nào vào Nhật Bản đều sẽ bị gián đoạn và đánh bại sớm và từ khu vực ngoài xa là khoảng 43.000 tỷ yên trong 5 năm tài chính từ năm 2023 đến 2027. Đi cùng với đó, Bộ Quốc phòng đã thiết lập và ban hành đạo luật tăng cường cơ sở công nghệ và sản xuất nhằm ban bố các chính sách thúc đẩy sáng kiến củng cố ngành công nghiệp quốc phòng và tăng cường an ninh công nghiệp quốc phòng. Một khía cạnh quan trọng khác trong chiến lược của Nhật Bản là hợp tác quốc tế với ưu tiên đồng minh lâu năm và các quốc gia chia sẻ chung quan điểm. Trong đó, liên minh với Mỹ vẫn là trụ cột chính trong các chính sách an ninh quốc gia của Nhật Bản. Hai bên thống nhất ưu tiên tích hợp tất cả các cách tiếp cận và phương tiện để ngăn chặn tình trạng vũ lực diễn ra. Tuy nhiên, cũng sẽ có những biện pháp răn đe cứng rắn và ứng phó với những biến động mới. Để thực hiện hiệu quả, hai bên cũng đã có cơ chế điều phối liên minh ACM để có thể đưa ra những hành động chung và nhất quán giữa hai nước. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đang tìm cách làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các quốc gia láng giềng để cùng chia sẻ chung quan điểm về đảm bảo sự ổn định và an ninh trong khu vực. Những nỗ lực này nhằm mục đích đóng góp vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở và cung cấp nền tảng cho an ninh, ổn định và thịnh vượng trong khu vực thông qua các cuộc trao đổi cấp cao, các cuộc tập trận song phương, đa phương, xây dựng năng lực công nghệ và hợp tác quốc phòng. Sách trắng cũng đề cập đến quan hệ giao lưu hợp tác quốc phòng với Việt Nam, trong đó nhấn mạnh rằng sau khi hai nước nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 11/2023, cả hai bên đã có những phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. Hiện nay hai bên đang thúc đẩy các thủ tục hướng tới chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng, cũng như thảo luận về viện trợ an ninh chính thức OSA và mở rộng hơn nữa các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc phòng vì mục tiêu an ninh hòa bình và phát triển thịnh vượng trong khu vực. Kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, căng thẳng leo thang trong khu vực và kéo theo đó là hàng loạt những xung đột tại giải Gaza, các quốc gia Trung Phi thì cảm giác cấp bách về việc cần tăng cường năng lực quân sự càng trở nên lớn hơn nữa. Đặc biệt trên thực tế là Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động quân sự của mình xung quanh Đài Loan. Kể từ chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vào năm 2022, Trung Quốc đã tiến hành tập trận quân sự với quy mô lớn 2 lần ở xung quanh Đài Loan. Tình hình bất ổn liên quan đến Đài Loan là một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của Nhật. Do đó, ở thời điểm hiện tại, không khó để lý giải
tại sao Bộ Quốc phòng Nhật Bản lại có những kế hoạch triển khai quân sự để đảm bảo an toàn, cũng như có thể ứng phó phù hợp trong bất kỳ tình huống nào. Theo như những phân tích từ sách trắng, các cuộc tập trận này được tiến hành như một cuộc mô phỏng về cuộc tấn công nhằm thu hồi Đài Loan. Bắc Kinh dường như đang tăng cường áp lực quân sự hơn nữa lên hòn đảo này, đặc biệt là kể từ sau khi nhà lãnh đạo mới của Đài Loan Lại Thanh Đức lên nắm quyền vào tháng 5 năm nay. Bên cạnh vấn đề Đài Loan, thì Triều Tiên vẫn đang cố gắng cải thiện năng lực tên lửa của mình. Không những vậy, sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 6 vừa qua, lãnh đạo Triều Tiên và Nga cũng đã ký một hiệp ước mới về hợp tác quân sự. Cụ thể, hai nước sẽ cung cấp đạn pháo và tên lửa cho nhau để tăng cường hợp tác quân sự. Không chỉ Triều Tiên, mà Trung Quốc cũng được cho là đang cung cấp các vũ khí và mặt hàng cần thiết khác cho Nga để nước này thực hiện các hoạt động quân sự tại Ukraine. Quan điểm từ Nhật Bản cho rằng, sự hợp tác chặt chẽ giữa tam giác Nga, Trung, Triều đang đe dọa đến tình hình an ninh toàn cầu cũng như khu vực Đông Á. Điểm mới của sách trắng quốc phòng 2024. Thưa quý vị, là thông qua sách trắng, chúng ta có thể thấy rằng Tokyo đang thực hiện những thay đổi lớn về định hướng chính sách an ninh của Nhật Bản, một điểm hoàn toàn mới so với trước kia. Đây là lần đầu tiên sách trắng có một chương dành riêng cho khả năng và chi tiêu quốc phòng. Nhật Bản đã cho phép quốc gia sở hữu năng lực tấn công và căn cứ của kẻ thù và cam kết thực hiện mục tiêu chi 2% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng, đặt ra kế hoạch 43.000 tỷ yên trong 5 năm vào năm 2022. Theo sách trắng, khoảng 42% trong kế hoạch này đã được đưa vào thực hiện, với chi tiêu liên quan đến quốc phòng trong năm tài chính đến tháng 3 năm 2025 sẽ đạt tổng cộng 8,9 nghìn tỷ yên, tức khoảng 57 tỷ USD, tương đương 1,6% GDP, tiến gần đến tiêu chuẩn vàng 2% mà nhiều quốc gia phương Tây nhắm tới. Báo cáo cho biết, phần lớn trong số này đã được phân bổ cho các tên lửa tầm xa tiên tiến nhằm sử dụng như một phần trong khả năng phản công mới của Nhật Bản, cũng như để đóng các tàu chiến được trang bị Aegis mới, cũng như các cơ sở và căn cứ tăng cường. Chính sách quốc phòng Nhật Bản liên quan đến việc xem xét nhiều yếu tố, bao gồm động lực địa chính trị, thay đổi chính trị trong nước, điều kiện kinh tế, sự phát triển của công nghệ và biến đổi khí hậu. Mặc dù không thể đưa ra dự đoán chính xác, nhưng dưới đây là một số xu hướng có thể ảnh hưởng đến chính sách quốc phòng của Nhật Bản trong thời gian tới. Đầu tiên, xét về khía cạnh an ninh chính trị, khi Trung Quốc tiếp tục mở rộng năng lực quân sự và sự cứng rắn của họ ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, Nhật Bản có thể sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng thủ của riêng mình bằng cách tăng chi tiêu cho quốc phòng một cách có kế hoạch và tìm kiếm các liên minh mạnh mẽ hơn, đặc biệt là với Mỹ và các quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khác. Tuy nhiên, nhìn chung liên minh an ninh Mỹ-Nhật vẫn sẽ là trọng tâm trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản. Bởi lẽ, tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn đang là cường quốc quân sự lớn nhất thế giới. Nhật Bản có thể tiếp tục làm sâu sắc thêm liên minh này bằng cách tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung, chia sẻ thông tin tình báo và khả năng tương tác giữa lực lượng vũ trang của hai quốc gia. Ngoài Trung Quốc thì Triều Tiên và Nga cũng sẽ là hai mối quan tâm chính trong chính sách quốc phòng Nhật Bản, đặc biệt liên quan đến những mối đe dọa về hạt nhân và những tranh chấp với Nga ở khu vực phía Bắc. Nhật Bản có khả năng sẽ tiếp tục hiện đại hóa lực lượng phòng vệ bằng cách tập trung vào việc tăng cường năng lực trong các lĩnh vực như phòng thủ mạng, phòng thủ tên lửa và không gian. Điều này bao gồm khả năng mua lại công nghệ và thiết bị tiên tiến, chẳng hạn như là máy bay chiến đấu mới, hệ thống tên lửa và tài sản hải quân từ đồng minh thân cận là Mỹ. Và không ngoại lệ, Nhật Bản sẽ vẫn thường xuyên xem xét lại văn kiện của mình để phù hợp với tình hình chính trị của thế giới và khu vực, để có thể cho phép các biện pháp phòng thủ chủ động hơn. Báo cáo mới về quốc phòng của Nhật Bản đã nhận về rất nhiều chỉ trích từ các nước láng giềng, đặc biệt là từ phía Trung Quốc. Bắc Kinh cho biết họ rất không hài lòng và kiên quyết phản đối sách trắng quốc phòng của Nhật Bản cho năm 2024, đồng thời kêu gọi Tokyo đi theo con đường phát triển hòa bình và không đưa ra lý do để tăng cường quân sự. Trung Quốc cho rằng, kể từ năm 2020, Nhật Bản đã cố tình phát tán thông tin sai lệch về sự phát triển quân sự của nước này và các vấn đề liên quan đến eo biển Đài Loan, Biển Đông và đảo Điếu Ngư, hay còn gọi là đảo Senkaku trong tiếng Nhật. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tại một cuộc họp báo thường kỳ cho biết rằng sách trắng can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc, một lần nữa tìm cách thổi phồng câu chuyện về mối đe dọa từ Trung Quốc và thổi phồng căng thẳng trong khu vực. Trung Quốc cho rằng mục đích của Nhật là để mở đường cho việc thoát khỏi những hạn chế do trật tự sau Thế chiến II áp đặt và quay trở lại con đường quân phiệt. Trên thực tế, việc chính quyền Tokyo cố tình phóng đại cái gọi là mối đe dọa xung quanh chỉ là cái cớ cho việc mở rộng quân sự và nỗ lực sẵn sàng chiến tranh. Trung Quốc luôn thể hiện quan điểm cứng rắn rằng vấn đề liên quan đến Đài Loan là vấn đề nội bộ của họ, và theo như tuyên bố chung Trung Quốc-Nhật Bản năm 1972 thì Nhật không có quyền tham gia vào vấn đề này.
Tuy nhiên có thể thấy rằng Nhật Bản đang cố gắng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc bằng cách khơi dậy dư luận kích động xung đột trong khu vực và cường điệu liên tục về vấn đề Đài Loan. Tờ China Daily cũng trích dẫn ý kiến từ Satoshi Shirai, phó giáo sư chuyên ngành tư tưởng xã hội và khoa học chính trị tại Đại học Kyoto Seika rằng Nhật Bản tăng cường năng lực quân sự là để giúp Mỹ duy trì quyền bá chủ toàn cầu của mình. Và việc tăng cường quân sự hiện tại của Nhật Bản tập trung vào việc mua vũ khí do Mỹ sản xuất, cho thấy sự phục tùng Mỹ trong giới chính trị Nhật Bản. Còn hãng thông tấn của Nga RIA Novosti thì đưa tin rằng Nhật Bản đã không còn nhận định rằng Nga đã mất đi sức mạnh quân sự trong cuộc xung đột ở Ukraine trong báo cáo quân sự sách trắng năm nay so với tuyên bố năm ngoái, rằng Nga đã mất đi phần lớn sức mạnh quân sự trong cuộc xung đột ở Ukraine. Về trung hạn và dài hạn sẽ dẫn đến sự suy giảm sức mạnh của nhà nước và thay đổi cán cân sức mạnh quân sự với các nước xung quanh. Tờ Uranews của Nga cũng trích dẫn cảnh báo từ cựu nhà ngoại giao Nhật Bản Ukiro Mogasaki rằng Nhật Bản sẽ hối hận về con đường chống Nga mà mình đã chọn. Sức mạnh quân sự của Nhật Bản đang gia tăng. Vừa qua, Nhật Bản vừa công bố kế hoạch thành lập một trung tâm nghiên cứu mới tập trung vào phát triển thiết bị quân sự tiên tiến nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh thiếu nhân lực và căng thẳng trong khu vực gia tăng. Bộ Quốc phòng nước này đã giao nhiệm vụ cho trung tâm nghiên cứu tạo ra các loại vũ khí có khả năng thay đổi cuộc chơi, chẳng hạn như là tên lửa siêu thanh và máy bay không người lái được trang bị trí tuệ nhân tạo có khả năng điều hướng trong điều kiện mất điện nhằm thay đổi sức mạnh quân sự của đất nước. Các hệ thống sử dụng sóng điện từ để phát hiện tàu ngầm cũng sẽ được trung tâm này phát triển. The South China Morning Post đưa tin, trung tâm này dự kiến sẽ khai trương vào tháng 10, hoạt động dưới sự bảo trợ của cơ quan mua lại, công nghệ và hậu cần của Bộ. Nó được thành lập vào thời điểm bất ổn địa chính trị gia tăng, khi Tokyo ngày càng cảnh giác trước các mối đe dọa an ninh gia tăng do các nước láng giềng. Điều đáng lo ngại không kém đối với Nhật Bản là những câu hỏi xung quanh độ tin cậy trong cam kết hỗ trợ các đồng minh của Mỹ. Kazuto Suzuki, giáo sư chính sách, khoa học và công nghệ tại Đại học Tokyo cho biết Nhật Bản phải làm nhiều hơn nữa cho chính mình. Đồng thời nhận định, chúng tôi biết rằng Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của mình. Nhưng cũng tương tự như vậy, nếu chúng tôi không hành động đủ để tự bảo vệ mình, thì chính quyền Mỹ trong tương lai có thể không giúp đỡ chúng tôi. Đã có sự thay đổi trong nhận thức của chúng tôi rằng chúng tôi không thể phụ thuộc vào Mỹ mãi mãi. Trong khi Nhật Bản có ý định duy trì liên minh an ninh với Mỹ và đang tích cực tìm cách xây dựng các thỏa thuận tương tự với các quốc gia khác, thì khả năng ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử vào tháng 11 đã thu hút sự chú ý của Tokyo. Cộng thêm những lo ngại này là những lo lắng về chi tiêu quân sự của Mỹ, chẳng hạn như cuộc tranh luận gần đây về quyết định của Không quân Mỹ rút lui khỏi việc chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 đầu tiên trên thế giới theo chương trình Thống lĩnh trên không thế hệ tiếp theo NSAD. Được thiết kế để kết hợp tốc độ cao, tầm hoạt động lớn hơn và công nghệ tàng hình tránh radar, máy bay chiến đấu NSAD ước tính có giá vài trăm triệu USD mỗi chiếc, một con số được cho là quá cao đối với lực lượng không quân Nhật vốn đang phải đối mặt với áp lực ngân sách đối với việc chi tiêu mua máy bay tàng hình F-35 bổ sung, máy bay chiến đấu và tên lửa đạn đạo hạt nhân thế hệ tiếp theo. Trung tâm nghiên cứu mới của Nhật Bản dự kiến sẽ hợp tác với các cơ sở tương tự ở các nước đồng minh, bao gồm cả Mỹ, trong nỗ lực giúp giảm bớt gánh nặng tài chính trong việc phát triển các hệ thống quân sự tiên tiến. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, một lĩnh vực được quan tâm đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong một loạt ứng dụng quân sự, bao gồm phát hiện và nhận dạng mục tiêu, thu thập và phân tích thông tin, chỉ huy và kiểm soát, hỗ trợ hậu cần, hoạt động bằng máy bay không người lái và an ninh mạng. Nhật Bản không ngừng đột phá sức mạnh quân sự trên biển, không chỉ dần hoàn thiện năng lực tác chiến tàu sân bay với hai tàu lớp Izumo. Nhật Bản còn đang đẩy mạnh hợp tác, viện trợ quân sự cho nhiều nước trong khu vực. Hôm 6 tháng 4 vừa qua, thông qua mạng xã hội, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản GMSDF thông báo hoàn tất giai đoạn 1 của việc nâng cấp tàu khu trục GS Kaga thuộc lớp Izumo để hướng đến triển khai chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 tàng hình F-35B. Có thiết kế tương tự các loại tàu đổ bộ tấn công như là lớp America và WASS của Mỹ, với sàn tàu rộng có thể được sử dụng để triển khai chiến đấu cơ. Nhưng khi ra mắt vào năm 2013, tàu lớp Izumo chỉ được Nhật Bản khiêm tốn gọi là tàu khu trục chở máy bay trực thăng. GMSDF sở hữu hai chiếc lớp Izumo là GS Izumo và GS Kaga. Đến năm 2018, trước nhiều biến động ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Nhật Bản tiết lộ sẽ tiến hành nâng cấp hai tàu lớp Izumo để có thể có khả năng triển khai chiến đấu cơ F-35B.
năm 2021, chiến đấu cơ F-35B của Mỹ đã thử nghiệm đáp thành công trên tàu GS Izumo. Thuộc dòng F-35, F-35B là phiên bản cho phép cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng để hoạt động được trên nhiều lớp tàu đổ bộ tấn công. Đến nay, sau thông báo mới của GMSDF, Nhật Bản sắp hoàn thiện việc nâng cấp cả hai tàu chiến trên để có thể là triển khai tác chiến như tàu sân bay. Tuy nhiên, theo Tokyo, việc nâng cấp chỉ mang tính chất tăng cường năng lực phòng thủ. Chiến đấu cơ F-35B sẽ không được triển khai thường xuyên trên hai tàu lớp Izumo để các chiến hạm này không mang tính chất tấn công. Đến nay, Nhật Bản đã đặt mua 105 chiếc chiến đấu cơ F-35A và 42 chiếc F-35B, theo trang Defense News. Trong đó, nước này đã biên chế một số F-35A và dự kiến bắt đầu tiếp nhận F-35B từ năm 2025. Việc sở hữu hai chiến hạm có thể triển khai tác chiến loại máy bay chiến đấu tối tân như là F-35B trở thành bước ngoặt quan trọng, bởi vì tàu sân bay giúp cho GMSDF có được lực lượng chiến hạm hiện đại toàn diện. Những năm qua, GMSDF đã sở hữu nhiều loại chiến hạm tối tân thuộc nhóm hùng mạnh trên thế giới, điển hình như là các lớp tàu khu trục Kongo, Atago, Maya của Nhật đều được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại Aegis. Trong đó, tàu lớp Maya và Atago còn được trang bị 96 ống phóng thẳng đứng. Đây là những lớp tàu khu trục hiện đại nhất thế giới. Bên cạnh đó, các tàu ngầm lớp Soryu và Taigai của Nhật cũng được xếp vào nhóm đầu của loại tàu ngầm chạy động cơ diesel lai điện. GMSDF còn có các loại vũ khí nổi trội khác như là tàu tấn công lớp Mogami rất hiện đại hay hai tàu lớp Hyuga có thể chở hàng chục máy bay các loại. Bên cạnh việc tăng cường năng lực quân sự, Nhật Bản cũng đẩy mạnh chia sẻ gánh nặng an ninh và đồng hành với Mỹ trong nhiều chương trình hợp tác đa phương với các đối tác ở khu vực như Bộ Tứ An ninh Mỹ-Nhật-Ấn-Úc, Hợp tác ba bên Mỹ-Nhật-Philippines và Mỹ-Nhật-Hàn Quốc, đồng thời xúc tiến hợp tác công nghệ cùng thỏa thuận AUKUS Mỹ-Anh-Úc. Không như vậy, Nhật Bản còn mở rộng chương trình hỗ trợ an ninh chính thức OSA cho một số nước. Tháng 4 năm 2023, trong thông cáo về OSA như một phần quan trọng trong chiến lược an ninh mới, Nhật Bản nhấn mạnh để ngăn chặn những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, đảm bảo hòa bình và ổn định của khu vực Indo-Pacific và tạo ra một môi trường an ninh mong muốn cho Nhật Bản. Như vậy là chúng ta có thể thấy, trước những thách thức an ninh ngày một nghiêm trọng từ Trung Quốc, Nga và Triều Tiên, Tokyo đã buộc phải thay đổi, chuyển mình sang tư thế sẵn sàng phản công, chứ không còn chỉ là phòng thủ một cách thụ động. Nên nhớ là cả ba đối thủ lớn nhất của Nhật Bản đều sở hữu vũ khí hạt nhân, điều mà Tokyo không có được. Họ chỉ có được sự bảo trợ đôi khi rất mơ hồ từ cái ô hạt nhân của Hoa Kỳ. Và đến lúc này, dường như chiếc ô đó đang ngày một trở nên chật chội hơn, có nguy cơ khiến Nhật Bản phải đối mặt với những cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu có tính chất hủy diệt. Bởi vậy, việc Tokyo tăng cường năng lực quân sự đã trở thành một vấn đề sống còn với nước này. Nhưng liệu đó có phải là một hành động kích phát cuộc chạy đua vũ trang tại Đông Á hay không? Và liệu Trung Quốc có ngồi im nhìn Nhật Bản giơ ngoài giễu võ khiêu khích mình hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời trong các chương trình tiếp theo. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Xin mời quý vị để lại quan điểm và bình luận cá nhân của mình ở phần dưới. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại!